beta. Và bây giờ là Chi sẽ bắt đầu bật công tắc lên để test cho anh em cùng xem. Đây anh em thấy không, là lượng nước ra rất là đều và độ mịn cũng như là độ tơi cao, cho dễ dàng là mình xịt thuốc nè, cũng như là thuốc trừ sâu sẽ ngấm vào cây của mình hơn nhé. Ngọc Chi xin mến chào anh em. Thì đặc biệt hôm nay Ngọc Chi sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu bình xịt điện của Kubota được thiết kế rất là hiện đại, và theo đó là độ bền rất là cao cho anh em, vì chất liệu của bình được làm từ nhựa nguyên sinh, có tuổi thọ cao nè, cũng như là chịu được tính axit của thuốc trừ sâu của mình. Theo là anh em sẽ thấy rằng bình này sẽ có được một đèn để chúng ta báo điện khi mà điện hết, thì anh em hãy sạc ngay nhé. Về phần phía sau thì anh em sẽ thấy là đây là một ổ cắm sạc ba chân, cũng như là một nút để chúng ta có thể điều chỉnh được áp lực, và lúc này là chúng ta có thể vận lên được maximum để tia được ra đều hơn và mạnh hơn nhé. Và tiếp theo là được trang bị với bộ bơm đôi. Với dòng bình xịt điện này thì sử dụng là nguồn ắc quy cho anh em là lên đến là 12V, 12A, cho anh em có thể là sử dụng được đến là 500 lít nước, tương đương với 20 đến 25 bình xịt trong một lần mới hết điện nhé. Và về chi tiết của dòng bình xịt này đã xong, thì bây giờ anh em hãy cùng Chi đi tìm hiểu về các phụ kiện kèm theo bình luôn nha. Ngoài việc là thiết kế bình xịt điện cực kỳ là chất lượng, kèm theo đó là anh em sẽ được các phụ kiện đầy đủ và chắc chắn từng loại bét luôn. Đầu tiên đó là anh em sẽ được một cục sạc của Kubota và một đồ lọc rác. Kèm theo đó là anh em sẽ được là dây mang, và dây mang anh em thấy là rất là chắc chắn. Tiếp theo là anh em sẽ có đầy đủ các loại bét luôn, từ bét hoa sen, bét ba, bét đôi, bét hoa sen 4 lỗ và bét mỏ vịt, bét hỏa tiễn. Và tùy vào mục đích sử dụng thì anh em có thể sử dụng từng loại bét khác nhau nhé. Cuối cùng là anh em còn được thêm là một tay cầm, và tay cầm này rất là gọn nhẹ và chắc chắn, dễ sử dụng cho anh em. Thêm vào đó là một cần nối dài, và lúc này là cần này là anh em có thể là tăng đưa đông dài lên đến là 1m2. Chi tiết về bình xịt điện cũng đã xong, thì bây giờ không để anh em chờ lâu, anh em hãy cùng Chi đi test trực tiếp về các loại bét này luôn nhé. Với dòng bình xịt điện của Kubota này, trang bị với nút điều chỉnh độ áp lực, kèm theo đó là bộ bơm đôi, thì cho anh em ra lượng nước phun cực kỳ mạnh. Đầu tiên đó là bây giờ Chi sẽ sử dụng một bơm trước nhé. Đây anh em thấy là lượng tia ra rất là đều luôn. Và đây là bét hoa sen Chi đã gắn sẵn cho anh em. Thì anh em thấy rằng bét hoa sen này chúng ta ứng dụng rất là nhiều trong việc là phun thuốc. Bây giờ thì Chi đang bắt đầu là sử dụng bộ bơm đôi, thì anh em sẽ thấy rằng lượng tia ra với mạnh hơn và lượng nước ra sẽ nhiều hơn nhé. Tiếp theo là một dạng bét được sử dụng phổ biến nữa, đó là bét ba. Và bây giờ là Chi sẽ bắt đầu bật công tắc lên để test cho anh em cùng xem. Đây anh em thấy không, là lượng nước ra rất là đều và độ mịn cũng như là độ tơi cao, cho dễ dàng là mình xịt thuốc nè, cũng như là thuốc trừ sâu sẽ ngấm vào cây của mình hơn nhé. Sau khi đã test về bét ba xong thì anh em có thể thấy rằng độ mịn phải không nào. Còn bây giờ thì bét đôi thì sao? Bây giờ thì Chi sẽ bắt đầu là test trực tiếp cho anh em xem. Bét đôi vẫn mạnh và độ ra vẫn đều như bét ba nha anh em. Để cho anh em có thể thấy về độ mạnh cũng như là các loại tia của bét phun, thì bây giờ là Chi sẽ test hết cho anh em luôn. Và đây là Chi đang test về bét mỏ vịt. Thì bét này đặc trưng là ra dạng tia xè, sẽ giúp cho anh em dễ dàng xịt thuốc khi mà chúng ta trồng một hàng cây. Chúng ta sẽ đi như vậy. Cuối cùng là một dạng bét hỏa tiễn cho anh em. Đây anh em thấy không, là bét hỏa tiễn này văng xa lên đến là 2m,
Và lúc này thì chúng ta có thể ứng dụng dễ dàng trong việc là mình trồng những cây cao và xịt thẳng lên ngọn cây. Một dòng bét nữa mà chị muốn test cho anh em đó là dòng bét một mỏ vịt. Và dòng này á, thì cái dạng đặc trưng là ra dạng tia xè, để anh em có thể dễ dàng mình xịt thuốc trong từng hàng cây nè. Một dạng bét cuối cùng mà chị muốn test cho anh em đó là về bét hỏa tiễn. Đây, thì bây giờ chị sẽ bắt đầu xịt trực tiếp cho anh em cùng xem luôn nha. Anh em thấy là dạng bét này văng xa lên đến là 2 mét để chúng ta có thể dễ dàng trực tiếp để test, hoặc là mình xịt những cây trên cao. Rất là ok luôn nha anh em. Sau khi đã test về bình xịt điện Thái Lan Kubota này xong thì anh em có thể thấy rằng lượng tia ra rất là tơi và mịn, văng rất là xa, cho anh em có thể là mình phun thuốc cũng như là tưới cây hoặc là sát trùng chẳng hạn. Đặc biệt là nếu như anh em muốn mua về bình xịt điện của Kubota này thì anh em hãy gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình hoặc là đặt hàng thông qua website thegioimay.vn. Khi mua dòng bình xịt điện Kubota tại Thế Giới Máy, anh em sẽ được đảm bảo 100% là hàng chính hãng với chất lượng tốt và giá cả phải chăng. Và đặc biệt là chúng tôi bảo hành dòng bình xịt điện này lên đến là 12 tháng cho anh em, cùng với đó là vận chuyển hàng trên toàn quốc. Cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh cũng như là nhấn nút like để đón chờ những video mới nhất của Ngọc Chi nhé. Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại anh em.